Xin chào các bác nhé. Em lên cho các bác là cái bộ Panasonic con này là con CH655 các bác nhé. Đây, này, mã của nó là CH655. Con này thì hàng về nguyên đai nguyên kiện, còn có cả anten rồi có cả sổ luôn này các bác này. Đấy. Nhưng mà tiếc mỗi cái là con này nó về là nó thiếu cáp các bạn. Đây, nó không có cáp, bây giờ em không thử thế nào mà thử được cho các bác cái thớt này. Đấy, thì thôi em bán thanh lý luôn cho các bác cho nó nhanh. Điện thì vẫn vào bình thường các bác nhá, cắm nguồn thì vẫn vào bình thường. Đấy, đây em thử luôn cho các bác xem. Nhưng mà thử thì thử được mỗi cái âm ly các bạn, tại vì cái thớt này thì không có cáp thì cũng không thử được. Nguồn nó ăn từ cái này xuống. Đấy, và để mà test nhạc thì nó lại phải thông qua con này, thông qua cái phần cái con phía dưới này thì nó mới dẫn tín hiệu lên đây để đưa nhạc vào đây. Đấy. Thế nên là thôi em bán xả dọn kho luôn thanh lý nhanh cho các bác. Đấy, hàng nguyên đai nguyên kiện luôn. Vẫn còn dây rồi sổ sách đàng hoàng cho các bác. Tiếc mỗi cái là về không có để em mở cái này, không có cáp thôi. Thì về có chịu khó mình có thể là liên kết thẳng nhá. Mình có thể câu từ đây trực tiếp vào đây được, dùng dây. Bởi vì là cái cáp kia thì nó chỉ là cái dây điện để dẫn thôi mà. Thì các bác có thể câu trực tiếp bằng cái cáp xong mình chế hoặc cái gì đó. Đây, em cắm sẵn điện này để thử đây các bác nhá. Đó, nó vẫn lên nguồn bình thường, màn hình thì led lắm, đẹp. Đấy, con này mặt mũi đẹp mà các bạn. Đây này, nhiều con nó về nó vỡ viết các kiểu. Nhưng đây, CD đẹp các bác nhá. CD đẹp này, rồi tuler này. Đấy, rồi cassette này. Cassette này, hai cửa vẫn là đẹp lắm. Con này em nghĩ có khi CD, cassette chạy hết chứ đừng đùa. Bởi vì nhìn nó đẹp này cơ mà các bác. Đấy, hàng về rất là đẹp luôn. Cái màu kiểu nó phơn, nó con này nó kiểu sơn sơn nhám các bác. Đây này, kiểu sơn nhám nhìn trông rất là chất lượng luôn, đẹp lắm. Tiếc mỗi cái là về không có cáp phải thử cho các bác thôi. Volume xoáy, đấy, các phím ấn thì vẫn bình thường, không vấn đề gì cả. Chỉ có mỗi cái là bây giờ không có cáp thì không thử được. Đó, AUX cắm điện thoại đầu ra đầu vào thoải mái cho các bác cắm luôn, cầu loa kẹp này. Đấy. Đấy rồi thì em thanh lý giá rẻ luôn cho các bác nhá. Đây về thông số này. Hàng thì sản xuất tại Nhật các bác nhá, công suất 93W này. Ơ, sao con này nó lại hai cái phần công suất ở đây nhỉ? 69 các bác nhá, 69. 69 này, 93, con này em thấy nó ghi hai thông số ở đây luôn này. Đấy, hai thông số này. Đấy thì bác nào mà chốt cái bộ này thì alo em, giá em thanh lý cả cụm luôn nha, là 1,5 triệu các bác nhá. Đấy, 1 triệu rưỡi cả cụm luôn cho các bác. Đấy, thì bác nào mà chốt thì alo em. Em xin chào và kết thúc video tại đây nha.